Súp ham ăn cạch đồng, bát hai tấc, súp bát hai tấc màu trắng mới cứng rất đẹp. Hàng mới về nha anh em. HKTS210 USB 230, điện 220 đến 240V, 200W, kinh khủng. Rồi anh em nhanh tay nhanh chân nha, đẹp xuất sắc không vết tì, còn giấy tờ bên Mỹ gửi về luôn. Đây, đó, hình ảnh giấy catalog đó. Đó, model nè. Hàng ấy đó, thùng xốp vẫn còn bọt ha. Rồi anh em nhanh chân nhanh tay gọi alo 0907827899 nha. Hàng rất đẹp luôn, mới về đó, rất là đẹp nha. Bát hai tấc súp ham ăn cạch đồng màu trắng rất đẹp, mới 99,9%, vẫn còn giấy tờ garanti đầy đủ. Hàng từ Mỹ về điện 220, xài điện Việt Nam tốt nha, không cần chuyển điện. Đó, đây là thông số nè. Rồi cảm ơn anh em đã theo clip nha. Ở những gì cần quay là em đã quay hết rồi. Giấy tờ gửi bên Mỹ về qua hải quan nó có cái giấy này nha anh em. Đó. Ok. Đây là model nè. Có mã giặt nè. HKT210. Đó. Rất là đẹp, đầy đủ các chức năng chỉnh. Tầng tăng giảm các loại cổng vào. Rồi cảm ơn anh em theo dõi. Alo 0907827899 có Zalo.